Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục huyện Yên Mỹ và Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo huyện Tiên Lữ tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 40 năm thành lập trường. Gặp gỡ những giáo viên mầm non tâm huyết với nghề tại huyện Ân Thi. Rác đốt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, trách nhiệm thuộc về ai? Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những cảnh báo về nguy hại khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục huyện Yên Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Tại buổi lễ, thầy và trò trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục đã ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Nổi bật là kết quả đào tạo của nhà trường, trong đó nhiều học sinh của nhà trường đã và đang là những nhà khoa học trong các ngành, lĩnh vực, lãnh đạo chủ chốt của các ban sở ngành của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục trong thời gian qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực phẩm chất. Các em học sinh nêu cao tinh thần tự học, rèn luyện bản thân, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, phát huy truyền thống. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhà trường. Cũng trong sáng nay, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo huyện Tiên Lữ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên bí thư Thành ủy thành phố Hưng Yên, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Tiên Lữ cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, tiền thân là trường cấp 3 Tiền Phiến, được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1979. Năm 1997, trường được đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trường có hơn 100 cán bộ giáo viên, trong đó 20 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 30 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học cao đẳng hàng năm đạt 65% trở lên. Những năm gần đây, trường luôn duy trì top 200 trường có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước. Nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa vào các trường đại học. Đặc biệt năm học 2018-2019, em Nguyễn Danh Tiến là một trong 7 học sinh cả nước đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học. Gần 500 học sinh của trường đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học 2013-2014, trường được Chính phủ tặng cờ thi đua. Năm 2017, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhân dịp này, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, trong dạy và học năm học 2018-2019. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, giáo viên bậc học mầm non tại huyện Ân Thi luôn hết lòng tận tụy với công việc, say sưa yêu nghề, điển hình trong đó có hai cô giáo trẻ Dương Thị Hiền và Nguyễn Thị Thơm. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì phải yêu trẻ, các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Cô giáo Dương Thị Hiền đã luôn tìm tòi sáng tạo nhiều đồ chơi, đồ trang trí thiết thực, bổ ích trong lớp học. Cô còn áp dụng phương pháp dạy học linh hoạt theo hướng lấy học sinh làm trung tâm để trẻ phát huy tính tự lập, tư duy sáng tạo. Sáng kiến kinh nghiệm của cô Hiền được áp dụng trong trường mang lại hiệu quả và có thể nhân rộng ra các trường khác như một số biện pháp lồng ghép trò chơi vận động, trò chơi dân gian và hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học 2018-2019, cô Hiền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Đồng chí Dương Thị Hiền là một đồng chí rất là năng động, sáng tạo, sống rất là cởi mở, chan hòa. Với các con thì luôn luôn yêu thương, quý mến và chăm sóc rất là tận tình như một người mẹ hiền để chăm sóc các con hàng ngày. Cô giáo Nguyễn Thị Thơm công tác tại trường mầm non thị trấn Ân Thi tâm sự. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt, sinh động và độc đáo. Vì vậy cô Thơm thường quan sát, lắng nghe để hiểu và có phương pháp nuôi dạy phù hợp. Các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cô Thơm đặc biệt ân cần quan tâm. Chẳng vậy mà cô biết được những thói quen, sở thích của từng trẻ trong lớp. Khi lên một tiết dạy thì tôi thường phải nghiên cứu những cái kiến thức, cái nội dung, phương pháp phù hợp với đặc điểm của trẻ của lớp tôi. Và đồ dùng đồ chơi phải đẹp mắt để hấp dẫn, hứng thú với trẻ, lôi cuốn trẻ vào tiết dạy. Bản thân tôi thì luôn quan tâm đến bữa ăn cho trẻ, thường thường là thức trắng một buổi trưa để quan tâm đến trẻ và quan sát trẻ để xem là trẻ ngủ, có những cháu ngủ sâu, ngủ say, cũng có những cháu thì còn ngủ khó hơn, thì chúng tôi thường động viên vỗ về trẻ và có thể cô sẽ hát ru để cho trẻ có những giấc ngủ tốt hơn. Cô Thơm là một giáo viên rất có trách nhiệm, chú đáo gửi cháu về trường này chúng tôi rất an tâm. Không chỉ riêng cô Hiền, cô Thơm mà mỗi giáo viên mầm non tại huyện Ân Thi đang ngày đêm say sưa cống hiến với nghề. Với các cô giáo, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là niềm vui khi nhìn thấy sự tiến bộ của trẻ và nét rạng rỡ của phụ huynh mỗi buổi đón con về. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Đảng bộ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 8 đảng viên. Tới dự có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đồng chí đảng viên gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc mừng các đồng chí đảng viên có nhiều sức khỏe, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ và tấm gương sáng để lớp đảng viên trẻ học tập noi theo, xây dựng quê hương đất nước, xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức diễn tập an ninh mạng tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tham gia buổi diễn tập có lãnh đạo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên. Các tình huống giả định được chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng đưa ra là hệ thống máy chủ của nhiều cơ quan đầu não hoặc một máy chủ trên địa bàn tỉnh bị nhiễm mã độc với một hoặc nhiều mã độc. Theo đó, các chuyên gia của Trung ương và nhóm kỹ sư công nghệ thông tin của tỉnh cùng phân tích phương án giải cứu như nếu mã độc chèn vào processor với các tên có cùng đuôi EXE như Windows Gold, SMS hoặc đánh cắp mật khẩu ID, IP, antivirus để chiếm quyền điều khiển máy. Đặc điểm của các mã độc chủ yếu là đi kèm các file chạy khi được các máy chủ, máy chạm tải một ứng dụng hoặc một đường link hoặc tin tặc sử dụng phần mềm lấy cắp mật khẩu đột nhập tường lửa và tấn công máy chủ, v.v. Theo đó, các phương án giải cứu chính là cung cấp thông tin cho toàn hệ thống để rời mạng khi không cần thiết, tiến hành phân tích, xác định mức độ nhiễm độc, mã độc, trên cơ sở đó xác định mức độ và ảnh hưởng của tin tặc, virus có hại để xử lý. Xử lý bằng biện pháp cô lập máy nhiễm độc, bóc gỡ hệ thống máy bị nhiễm độc và tiến hành khắc phục sự cố. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Khoai Châu tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của huyện. Phản ánh nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Bình Minh là xã điểm về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Khoai Châu vào năm 2013. Đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phải kể đến vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc xã trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới và đối tượng thụ hưởng chính là nhân dân.
Từ sự lan tỏa đó, điểm sáng trong phong trào đã được nhân rộng. Ban công tác mặt trận xã Dân Tiến với các hoạt động xây dựng khu dân cư nông thôn mới, khu phố văn minh đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Xã Dân Tiến thì có 5 khu dân cư thì đã có 5 làng văn hóa. Cái phong trào xây dựng nông thôn mới là rất là sôi nổi. Nhân dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Xã Dân Tiến cũng đã hoàn thành cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017 và đã đón nhận được công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ những cái phong trào đó thì nhân dân rất là tích cực thay đổi những cái về cái phong tục tập quán cũng như là cái cách thức giao tiếp trong nhân dân với nhau. Đến nay sau hơn 9 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong huyện đã hiến đất, ngày công lao động, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn tham gia tích cực vào việc xây dựng, duy trì thực hiện quy ước, hướng ước của thôn, làng để mạnh thực hiện nếp sống văn minh. Từ đó, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên, hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi, nơi sinh hoạt và học tập cộng đồng được xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt văn hóa học tập của người dân. Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi cũng đã đặc biệt là rất quan tâm đến công tác vận động tuyên truyền để nhân dân hiểu được là các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nó thể hiện ở cái việc là khi mà lấy cái ý kiến về sự hài lòng của người dân ấy, là nhân dân đã đạt được cái tỷ lệ đồng thuận rất cao trong cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Sau khi đã hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiếp tục là chúng ta phấn đấu để đạt các cái tiêu chí này, đạt các cái tiêu chuẩn nâng cao và hướng tới là các cái tiêu chuẩn về nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể thấy, qua triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn huyện Khoai Châu thời gian qua đã thu được những kết quả tích cực. Cuối năm 2019, toàn huyện có 24 trên 24 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc vận động đã có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết, tạo được sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Những thông tin về môi trường sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Thời gian gần đây, người dân làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm rất bức xúc về cơ sở sản xuất đồ gia dụng bằng inox, xả nước thải gây ô nhiễm sông Nguyệt Đức. Được biết, đây là cơ sở của gia đình ông Hiền, người địa phương chuyên sản xuất đồ gia dụng bằng inox đã nhiều năm nay. Do là cơ sở chuyên gia công sản xuất các sản phẩm inox, nên nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất không được tách riêng mà đổ thẳng ra dòng sông đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không chỉ gây ô nhiễm nước sông Nguyệt Đức, nước thải từ cơ sở này xả ra còn gây ảnh hưởng đến cảnh quan chùa Nôm. Trước tình trạng trên, để đảm bảo môi trường, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Văn Lâm và Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cần sớm ngăn chặn và yêu cầu chủ cơ sở trong quá trình sản xuất phải đảm bảo môi trường. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đốt xác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường diễn ra ở khá nhiều địa phương. Đáng nói là tình trạng này diễn ra khá dài, thậm chí là cả ngày lẫn đêm và không chỉ ở các điểm tập kết xác tạm thời mà còn ở cả ven các tuyến đường giao thông, cạnh các khu dân cư. Nhưng đến nay các địa phương, cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp hạn chế tình trạng này. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ cách đây vài ngày. Ngay đầu buổi sáng sau khi rác được lực lượng thu gom tập kết về thì đống xác cũ cũng bùng cháy. Tôi là người dọn rác nhưng mà chúng tôi phải chờ các ông môi trường lên đây để đun xe vào người ta mới trả cho. Không có để 5 ngày, 10 ngày ta không trả cho. Dân ở đây gió đưa thối quá người ta tan và người ta phải đốt. Tại thị xã Mỹ Hào, tình trạng đốt rác còn phức tạp hơn nhiều, nhất là ở các phường Dị Sử, Bạch Sam, Nhân Hòa và xã Cẩm Xá, còn thường xuyên xảy ra tình trạng đốt các loại phế liệu chất đống ngay cạnh các tuyến đường giao thông, kể cả quốc lộ 5, hoặc bên cạnh các khu dân cư. Hơn nữa, lại thường đốt về đêm nên không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Bình thường cũng đã khó chịu rồi, nhưng khi đốt mùi khét, mùi thối, phải đóng kín cửa. Cứ về nhà là phải đóng cửa vào mà tối không thể ngửi được. Nhờ chính quyền là giúp đỡ được chứ, chúng tôi thì biết làm thế nào được. Người dân thì đang ngày đêm kỳ vọng vào chính quyền, tuy nhiên chính quyền thì chưa coi trọng vấn đề này. Anh em tôi cũng quản lý rất là chặt chẽ đấy.
nhưng một số là lấy cái sắt vụn đi đốt, là chúng tôi đã quán triệt. Khi phát hiện ra đốt thì ở đây chúng tôi có một cái đội dân quân thường trực đi dập tắt. Cứ tranh thủ sớm tối cũng có đốt để họ nhặt những cái sắt đồng còn lưu lại. Do vậy mặc dù đã tuyên truyền vận động rất nhiều nhưng vì do ý thức của người dân chưa cao, nhưng vì lực lượng mỏng không thể giãn ra được sớm tối để theo dõi từng chỗ địa bàn nên do vậy vẫn xảy ra cái tình trạng đốt rác. Như vậy có thể khẳng định hai địa phương trên đều đã biết rõ mục đích, động cơ, thậm chí là đối tượng đốt rác bừa bãi trên địa bàn nhưng vẫn không có biện pháp kiên quyết xử lý triệt để. Trong chế tài xử phạt đã quy định rõ mức phạt từ 500.000 đồng đến 7 triệu đồng đối với những hành vi vứt thải rác thải không đúng nơi quy định. Nhưng rác thải thì vẫn cứ cháy thường xuyên, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Câu trả lời dành cho chính quyền, các địa phương và các cơ quan chức năng. Tiếp theo là những thông tin về y tế. Thời tiết mùa đông xuân là cơ hội để nhiều dịch bệnh như sởi thủy đậu, rubella, tay chân miệng, sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Phú Núi, hiện có 22 bệnh nhân đang điều trị, trong đó chủ yếu là các bệnh như sốt xuất huyết, rubella, tay chân miệng, viêm não virus, sởi, quai bị. Đây đều là những bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện trong mùa đông xuân. Nguyên nhân là do khi thời tiết chuyển mùa thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu. Đồng thời, đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh do vi khuẩn, virus phát triển và lây lan. Để phòng bệnh vào mùa đông xuân, bên cạnh việc tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể, nhất là những người có sức đề kháng kém khi thời tiết lạnh, hạn chế tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, nên cho trẻ tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm và khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị, tránh tự ý dùng thuốc khi chưa được chỉ định của bác sĩ. Bệnh sốt xuất huyết trong giai đoạn đầu, một số biểu hiện của bệnh dễ nhầm lẫn với cảm cúm, sốt phát ban và bệnh do sốt virus khác nên nhiều bệnh nhân thường chủ quan tự điều trị tại nhà. Những sai lầm khi tự điều trị có thể làm cho tình trạng bệnh thêm nặng, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 27 tháng 10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong. Hiện 63 tỉnh, thành phố đều có bệnh nhân sốt xuất huyết, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Tại Hưng Yên, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho thấy, tính đến ngày 18 tháng 10, toàn tỉnh có 151 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung tại thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu. Tình hình dịch bệnh trên cả nước có diễn biến phức tạp, song nhiều dân còn chủ quan, thờ ơ, thường nhầm lẫn sốt xuất huyết với các căn bệnh khác, tự điều trị tại nhà. Bà Lều Thị Tỉnh ở thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ, ngày 10 tháng 10 thấy mệt mỏi, sốt cao. Thay vì đi viện khám, bà tự ý uống thuốc hạ sốt paracetamol. Không thấy hạ sốt, bà lại tìm y tá thôn đến nhà tiêm và truyền dịch. Sau 3 ngày điều trị tại nhà không đỡ, tiêu chảy kéo dài, bà mới đi bệnh viện. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết luận bà mắc sốt xuất huyết. Việc điều trị gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân nhập viện muộn. Gọi cái cô vào tiêm thôi, thì bảo là giỏi người, nhà chả có người. Thế thì là gọi cô vào cô tiêm cho. Để sao ấy à? Cứ nằm trong thở cho thở được. Cái dòng tôi sang tôi bảo, ông làm sao lại nằm đây, tưởng đi làm. Thế bảo không, em nhọc lắm, em mệt. Chóng mặt trong này nó sốt lên, như là nó cứ bừng bừng lên thôi. Thì là thế thấy bảo thấy đi nghe chừng nặng nặng thế này thì thôi thì đi viện thôi. Tương tự như bà Tỉnh, gia đình ông Nguyễn Văn Kính cùng thôn, cả 5 người trong gia đình đều mắc sốt xuất huyết. Do nghĩ sốt virus nên gia đình tự điều trị tại nhà, sau đó 3 trên 5 thành viên buộc phải nhập viện cấp cứu. Thường là tiêm truyền tầm khoảng 4 ngày đến 5 ngày. Không thấy đỡ là bắt đầu người ta mới đi viện. Lên viện thì xét nghiệm thì là người ta trên viện người ta kết luận là cái bị sốt xuất huyết. Thực tế tại địa phương, nhiều hộ gia đình vẫn còn chủ quan thờ ơ trước dịch bệnh. Ngày thường không ai trong nhà để ý đến phòng chống căn bệnh này, nhưng khi thấy người nhà hoặc hàng xóm có người mắc sốt xuất huyết thì mới giật mình, hoảng hốt phát hiện thành viên trong gia đình có nhiều dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết ở thể nặng khi không được chẩn đoán điều trị thích hợp sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe. Bản thân sốt xuất huyết nó là virus không thuốc điều trị đặc hiệu, không chưa hiện tại chưa vaccine.
thì cái vấn đề điều trị theo dõi bệnh viện tại bệnh viện có cơ sở có đầy đủ trang thiết bị y tế của chuyên môn, điều đó mới tránh thứ nhất mới khỏi được bệnh, mới ổn định và mới tránh được tai biến. Còn những người mà nếu mà sốt trong buổi ra mà tự điều trị ở nhà, điều đấy rất là nguy hiểm, dẫn đến tai biến và đặc biệt là có thể tử vong. Và theo tổng kết, những ca tử vong đều tự điều trị ở nhà và đến bệnh viện muộn. Nếu có biểu hiện sốt cao, người dân cần đi khám, xét nghiệm để được phát hiện bệnh sốt xuất huyết, điều trị sớm, hạn chế các biến chứng, đồng thời có các biện pháp để tránh lây lan ra cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.